Người dân hé lộ thích tâm phúc của dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Theo bà Nguyễn Thị Lượm 70 tuổi ngụ Củ Chi, bà đã sống gần nhà ông Phúc từ nhỏ. Từ nhỏ ông Nguyễn Minh Phúc đã có dấu hiệu thần kinh bẩm sinh. Người dân ở địa phương ai cũng biết, không hiểu sao sau một thời gian vắng mặt ở địa phương, ông Phúc quay về ngôi nhà của mẹ ruột mình, tự dựng bảng hiệu thành một ngôi chùa và có những việc làm cũng như nhiều phát ngôn phản cảm. Tuy bề ngoài ông Phúc có vẻ bình thường, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy ông có những việc làm lời nói mang dấu hiệu của người bị bệnh tâm thần. Khoảng những năm 93, người dân ở xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi không biết cậu bé có biệt danh Phúc Điên thường đi lang thang trong các chợ vì thấy cậu còn nhỏ nên bà con thường cho ăn uống rồi dẫn về nhà. Bà Lượm mong chính quyền địa phương vào cuộc vận động người thân đưa ông Phúc đi khám bệnh thần kinh để có phương pháp điều trị cho ông. Trên Youtube xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh ông Phúc mặc áo tu sĩ Phật giáo, ăn thịt các loại, trong đó có thịt chó. Thậm chí ở một video ông còn vừa bê bát vừa gắp miếng thịt, vừa nói thấy chùa ăn thịt chó cực kỳ ngon. Ở một khung cảnh khác, ông Phúc nói, vẫn ăn thịt cá bình thường, chỉ ra mùng 1, các thầy ăn cùng Phật tử là ăn chay. Riêng một số chùa ban ngày đãi Phật tử cũng đãi đồ chay, nhưng các thầy cũng có thể ăn mặn bình thường. Ông Phúc còn xưng thầy trong đoạn video. Công an huyện Củ Chi hôm nay đã lập danh sách và mời năm youtuber lên làm việc. Những người này đã quay phim, livestream đăng trên youtube, những phát ngôn của ông Nguyễn Minh Phúc, trong đó có một số người quay nội dung thầy chùa ăn thịt chó. Theo nguồn trên, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi cũng đã có thông báo về việc ông Phúc giả mạo là tu sĩ có những phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam. Ban trị sự cho biết, thời gian qua trên kênh YouTube đăng tải rất nhiều video ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo tu sĩ Phật giáo có những phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích An Thường, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi đã ký văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng trên, đồng thời khẳng định các loại giấy tờ chứng minh là tu sĩ, các quyết định bổ nhiệm do Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cho ông Nguyễn Minh Phúc đều do ông này tự làm giả. Trao đổi trên chuyên trang đất Việt báo điện tử tri thức và cuộc sống, trưởng phòng văn hóa huyện Củ Chi cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi đã chỉ đạo đơn vị xuống nhà ông Phúc và yêu cầu tháo rỡ các bảng hiệu treo tại nhà ghi là chùa Hoàng Pháp Trung ương và tượng Phật. Khi cơ quan chức năng xuống xử lý, người này cũng chấp hành tháo rỡ. Khi hỏi về giấy tờ thì ông Phúc cho biết đang trong thời gian chờ làm giấy tờ. Do người này không có giấy phép hoạt động nên cơ quan chức năng không cho phép hoạt động ở địa phương. Hiện ông Phúc không có giấy tờ chứng minh mình có phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay thuộc đơn vị khác. Thượng tọa Thích Chân Tính trụ trì chùa Hoàng Pháp huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nguyễn Minh Phúc, ngụ xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi, có đến chùa Hoàng Pháp xin được ở lại chùa giúp đỡ việc ăn học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Với tinh thần của đạo Phật, chùa đã nhận chú Phúc vào chùa ăn học. Sau 3 bốn năm chú Phúc trở về nhà, nhà chùa cũng không biết chú Phúc làm gì. Thời gian sau chú Phúc nói là thăm một số chùa ở nhiều nơi, sau đó chú Phúc tự cạo đầu, tự mặc pháp phục của người xuất gia, tự đặt tên là Thích Tâm Phúc. Đồng thời chú Phúc còn tự nhận là trụ trì chùa Hoàng Pháp, tự in danh thiếp cho mình. Khi biết sự việc chùa Hoàng Pháp lên tiếng, thì người này bày tỏ sám hối, đồng thời hứa không tái phạm. Thượng tọa Thích chân Tính nói, Ông Phúc rời chùa đi hết chỗ này tới chỗ kia, sau đó trở về nhà dựng ngôi chùa Ngộ Chân Tử, chính là căn nhà mà người mẹ của ông Phúc đang ở. Thượng tọa Thích Chân Tính có liên lạc với Phúc nói, không được lấy tên Hòa thượng Ngộ Chân Tử để đặt cho chùa của mình. Phúc sau đó đổi tên chùa của Phúc là Ngộ Chân Tử, chỉ khác một từ.